Mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám của tác giả Lão Thiên Thúc Thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là động lực vô cùng quý giá để audio truyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương tiếp theo, nguy hiểm. Theo từng đoạn công kích liên tục không ngừng của quái vật, màn ánh sáng màu xanh kia vốn đã vô cùng ảm đạm, ngày càng thêm tràn ngập nguy cơ bị tắt lụi. A Trạch đứng dậy, tùy thời chuẩn bị một khi quái vật lao ra, liền lập tức ngăn cản nó. Này, chẳng nhẽ ngươi thật sự không phân biệt được chuyện nào cần làm trước, chuyện nào cần làm sau sao? Liêu Thiên Minh đứng tại chỗ chắp tay sau lưng, vẻ mặt thản nhiên không chút quan tâm. Tự hồ người bị vây khốn chính là Phạm Đồng mà không phải là hắn vậy. Người đã đón nhận sự ủy thác của hiệp hội tới hỗ trợ thu thập huyễn nhân, không phải là tới đây để giải quyết ân oán cá nhân đâu. Quản cái khỉ gió gì, chỉ cần có thể thu thập người, cho dù chết mấy người thì đáng là gì. Ta đang cứu người, cứu càng nhiều người hơn. Phạm Đồng lấy ra một ống mực trong ba lô, dọc theo bốn phía phục mã trận vẽ lên một vòng mực tuyến. Còn có cái gì thì lấy ra đi. Liêu Thiên Minh thản nhiên giễu cợt nhìn Phạm Đồng bận rộn, tuyệt nhiên không cảm thấy vội vã một chút nào cả. Chỉ là mấy thứ đồ vật cũ kỹ, cái gì mà bát quái kính, kiếm gỗ đao. Vậy thứ này thì sao? Phạm Đồng nhuyễn miệng cười, lấy ra một cây súng bắn nước đại đắt tiền. Trước hết, cho ngươi chịu chút đau khổ. Ta đã tốn nhiều năm cực khổ tìm ngươi. Trước hết, cho ngươi trả một chút lợi tức đi. Liêu Thiên Minh thoản nhiên huýt sáo một tiếng. Không phải máu chó đen thì lại là máu gà. Ngươi thật là đúng không có chút sáng ý nào cả. Vậy phải thử qua mới biết được. Lời còn chưa dứt, Phạm Đồng liền cầm súng bắn nước bắt đầu nhắm Liêu Thiên Minh mà bắn tới. Liêu Thiên Minh vừa dễ dàng né tránh vừa mỉa mai. Nhanh một chút đi và chuẩn xác một tí nữa chứ. Người cứ bắn hụt như vậy, ngày mai người quét dọn sân trường sẽ rất mệt mỏi đấy. Cơ hồ bắn hết phần máu trong súng, ngay cả vạt áo của Liêu Thiên Minh cũng không hề dính vào. Điều này làm Phạm Đồng hết sức bực tức. Tốc độ của Liêu Thiên Minh thật sự quá nhanh, để cho hắn vốn không cách nào bắn trúng mục tiêu được. Thế này đi, thay đổi chiêu khác đi. Liêu Thiên Minh đứng ngay tại chỗ, đầy gọng kính viền vàng, thuận tiện quay đầu nhìn thoáng qua tình huống trên sân vận động. Cũng may quái vật kia vẫn đang bị vây trong màn sáng, nhưng muốn lao ra cũng chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi. Phạm Đồng tìm kiếm trong ba lô, muốn tìm ra chút pháp khí có thể cần dùng đến. Vốn lần này tới là để đối phó huyễn nhân, cho nên phần lớn mang theo đồ vật đều có liên quan đến việc thu thập huyễn nhân, lại không nghĩ ra đụng phải người này ngay tại đây. Ha ha, dùng cái này trước đi, cho ngươi lấy chút mà sưởi ấm. Phạm Đồng từ trong ba lô lấy ra mấy tờ phù chú màu vàng, dán lên cây, làm thành một vòng. Mặc niệm vài câu, mấy tờ giấy phù đột nhiên bốc cháy lên, hỏa thế càng lúc càng lớn, làm thành một vòng lửa khổng lồ, đem Liêu Thiên Minh vây quanh. Vòng lửa theo thời gian dần thu nhỏ lại, cứ hướng Liêu Thiên Minh mà vây tới. Nhìn vòng lửa thiêu đốt hừng hực cách mình ngày càng gần, Liêu Thiên Minh nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết trồng những gốc cây này cần phải rất nhiều năm mới cao được như vậy sao? Làm kiểu của ngươi rất dễ dàng khiến hỏa hoạn đấy. Liêu Thiên Minh mở miệng. Đối với ngươi mà nói, chỉ cần có thể giết chết ta, có thể không cần quản bất cứ điều gì sao? Phạm Đồng vui vẻ cười lên ha hả. Đúng, chỉ cần có thể giết ngươi, không cần quản thiên băng địa liệt, cũng không có quan hệ gì đến ta. Ta chính là chính nghĩa, còn ngươi chính là tà ác. Vì chính nghĩa có thể diệt trừ tà ác. Chẳng lẽ chuyện này mà ngươi cũng không hiểu sao? Liêu Thiên Minh thở dài một hơi. Ngươi thật là hết thuốc chữa rồi đấy. Phạm Phất nghe được chuyện vô cùng buồn cười. Phạm Đồng ngửa mặt lên trời cười dài. Cứu ta sao? Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi bất quá chỉ là quái vật. Mà quái vật thì phải bị người ta giết chết. Đợi đến khi đem ngươi nướng thành 7 phần 9 muội, ta lại bổ sung thêm một kiếm trong ngực ngươi. Ngươi có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi rồi. Cứu ta sao? Ngươi trước tiên nên nghĩ cách tự cứu mình đi. Liêu Thiên Minh lắc đầu không nói gì thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên.
Một trận cuồng phong mang theo mùi hôi thối thổi qua, vòng lửa kia trong nháy mắt liền bị dập tắt. Không nghĩ tới lại dễ dàng phá hủy chiêu này như vậy, Phạm Đồng sững sờ ngay tại chỗ, còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Chiêu thức Bát Hoang Huyền Hỏa Trận là trận gia truyền của nhà hắn. Mặc dù trong sách cổ ghi chép không hoàn toàn, nhưng đã trải qua bao nhiêu đời nhà hắn tu bổ lại, có thể nói là uy lực không kém trận pháp thời xưa là bao nhiêu. Hôm nay hắn đem uy lực trận pháp phóng thích ra, chỉ muốn cho người này nếm thử một chút đau khổ, nhưng không nghĩ tới lại dễ dàng bị phá trận mất rồi. Phạm Đồng lại bắt đầu bày trận. Đừng nên đắc ý, chờ ta đem trận pháp dùng lại một lần nữa, đại trận toàn lực mở ra, người sẽ trực tiếp chết ngay bên trong. Liêu Thiên Bình lắc đầu. Bát Hoang Huyền Hỏa đại trận vốn là hồng hoang cổ trận, uy lực vô cùng, nhưng tới bây giờ chỉ còn là tàn trương. Chút đi lão gia hỏa trong nhà các ngươi suy nghĩ là bất quá chỉ là chút đồ rách dưới hữu hình vô thần thôi. Đừng tiếp tục phí sức lực nữa. Ta nể tình hôm nay ngươi tới đây cứu người, cùng ngươi chơi một lát. Bây giờ ta đã chơi chán rồi, ngươi thức thời một chút đi, nhanh làm việc chính của ngươi hôm nay đi. Thối lắm, ta nhổ vào. Phạm Đồng nghe xong mắng to. Nếu hôm nay ta không giết chết được ngươi, ta thả cắt đầu đi còn hơn. Lúc này tại bên kia, theo công kích không ngừng của con quái vật, màn sáng không ngừng lóe lên, lúc sáng lúc tối, phát ra từng thanh âm trùng đục. Mắt thấy sắp sửa không còn chịu được nữa. Đồ đáng chết, tại sao nhân sĩ kia còn chưa kịp đến vậy? A Sạch cắn môi oán hận nói. Bỗng nhiên theo một tiếng nổ vang, tương tự như mảnh thủy tinh bị vỡ. Cuối cùng, màn sáng không chịu được công kích liên tục không ngừng của quái vật kia, bể tan tành biến mất không còn nhìn thấy gì nữa. Theo màn ánh sáng bể tan tành, Diệp Tiểu Manh cảm giác bộ ngực giống như bị thiết chùy hung hăng đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Manh, trốn nhanh lên, tôi sẽ đi ngăn cản nó. A Trạch lúc này cũng không quan tâm đỡ Diệp Tiểu Manh đang té trên mặt đất không ngừng ho khan, cua băng kiếm nghênh đón. Bị vây khốn lâu như vậy, quái vật đã tức giận đến đỉnh điểm. Nó không thèm nhìn A Trạch đang lao tới, huy diều hướng Diệp Tiểu Manh đang nửa quỳ trên mặt đất trù lên rồi vọt tới. Khốn khiếp, đối thủ của ngươi là ta cơ mà. A Trạch dùng hết toàn bộ đem băng kiếm hung hăng đâm vào trái tim của con quái vật kia. A Trạch công kích làm quái vật phải dừng bước. Nữ sinh trước mắt không ngừng giống như con ruồi quấy dày, khiến nó vô cùng tức giận. Khai Sơn Đào Huy Vũ chém thẳng tới cổ A Trạch. A Trạch bị giáo huấn lần trước, thu hồi linh lực, bỏ qua băng kiếm còn kẹt trên thân thể con quái vật và lui về phía sau. Quái vật không đợi A Trạch đứng vững bước chân, một cước đá trúng sườn nàng. A Trạch lăn tròn bay ra thật xa. A Trạch cảm giác trong phổi mình đau nhói. Nếu như nàng cảm giác không sai thì xương sườn của mình đã bị gãy và đâm vào phổi. Nàng té trên mặt đất ho khan, cổ họng tựa hồ đã cảm nhận được máu tươi chảy ra. Quái vật chậm rãi bước tới gần, thậm chí A Trạch có thể cảm nhận được bước chân của quái vật dẫm lên mặt đất, mang theo từng trận run rẩy. Nàng muốn bỏ dậy, nhưng thân thể đã sớm không chịu nổi cánh nặng này. Quái vật đứng ngay trước mắt của A Trạch. A Trạch ngẩng đầu nhìn vẻ mặt dữ tợn của nó, cùng khai sơn đao đang giơ cào lên. Trời ơi, đến đây là kết thúc sao? Mặc dù A Trạch có chút không cam lòng, nhưng nàng cũng thật sự không còn sức lực để phản kháng nữa. Khai sơn đao mang theo tiếng gió rít đánh xuống, A Trạch nhắm hai mắt lại. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được gió rít cắt trên mặt đau rát. A Trạch, cẩn thận! Theo một tiếng kêu to, A Trạch cảm giác có một cỗ lực mạnh đẩy nàng sang bên. Nàng mở mắt, không biết từ lúc nào Diệp Tiểu Manh đã lao đến đẩy nàng ra, mà Diệp Tiểu Manh lại bị con quái vật kia bắt lấy cổ, xách lên trong tay như xách một con gà con vậy. A Trạch muốn bò dậy, nhưng vùng phổi đau đớn khiến nàng không cách nào nhúc nhích được. Nhìn thấy cô gái dùng trận pháp kỳ quái vây khốn nó thật lâu đang bị nó bắt trong tay, con quái vật lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó buông khai đao sơn trong tay phải xuống, ống tay áo phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một vòng dây thừng. Dây thừng mang theo màu sắc đỏ thẫm, phảng phất như dính rất nhiều những vệt máu khô khốc vậy. Dây thừng siết chặt cổ của Diệp Tiểu Manh, nàng cảm giác không sao thở nổi. Diệp Tiểu Manh liều mạng dãy giụa nhưng không làm được chuyện gì. Đại não lúc này đã dần dần thiếu đi dưỡng khí. Rất nhanh, Diệp Tiểu Manh hoàn toàn có không biết gì nữa. Thả dây thừng xuống, giống như ném một mảnh vải rách vậy. Con quái vật ném Diệp Tiểu Manh đã mất đi chỉ xác trên bãi cỏ. Tiểu Manh! A Trạch cục trên bãi cỏ, chỉ có thể lớn tiếng thét lên,
nhưng không làm nên chuyện gì cả. Khốn khiếp, không còn kịp rồi. Lưu Thiên Minh từ lúc rảnh rỗi nhìn ra sân vận động, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh bị quái vật dùng dây thừng xiết cổ, không chơi được nữa. Lưu Thiên Minh lấy ra một bộ bao tay trong túi, bao tay màu trắng, nhìn qua thì không khác gì những bao tay bình thường khác. Phạm Đồng lúc này đã lớn tiếng thét lên: "Ha ha, sao vậy? Không chịu được sao? Đến đây đi, ta còn rất nhiều phương pháp khiến cho người sống không bằng chết đâu." Phạm Đồng vừa lớn tiếng thét, vừa huy động mộc kiếm phát ra kim quang trong tay. Đeo bao tay, Lưu Thiên Minh hít sâu một hơi. Bản năng phản ứng làm Phạm Đồng cảm giác có một chút gì đó không ổn, nên vội vàng lui về phía sau. Theo một tiếng quát to, Lưu Thiên Minh huy một quyền về phía trước. Quả đấm mang theo tiếng gió xít, đem mười mấy cây đại thụ đánh cấy, bao gồm mấy cây đại thụ treo phù chú tạo thành phục ma trận. Phạm Đồng ban nãy lùi về phía sau đã giúp cho hắn tránh thoát được một kích kinh khủng của Lưu Thiên Minh. Dù là như vậy, Phạm Đồng vẫn cảm giác toàn thân giống như bị xe hơi đụng phải và hất văng, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. "Ngươi không xứng là một khu ma nhân." Lưu Thiên Minh tháo bao tay, đẩy gọng kính viền vàng, lạnh lùng nhìn Phạm Đồng đang muốn bỏ dậy khỏi mặt đất. Khốn khiếp. Phạm Đồng cảm giác toàn thân không chỗ nào được ổn, quần áo cũng bị rách nát, có thể thấy được uy lực một quyền kinh khủng vừa rồi. Lưu Thiên Minh lắc đầu, xoay người chạy về hướng sân vận động. Khốn khiếp, trở lại đánh nữa sao? Trước mắt Phạm Đồng lúc này đã tối sầm và mất đi chỉ giác. Quái vật cúi người xuống, nhặt lên khai đao sơn ném trên mặt đất, mở ra miệng cười rộng, vô cùng vui vẻ. Tựa hồ có thể giết chết nữ tiểu tử đã mang đến cho nó vô cùng phiền toái, khiến trong lòng nó thật sự thư sướng. Còn có một người. Quái vật nhìn A Trạch đã mất đi năng lực phản kháng nằm xa xa, rồi từ từ đi tới. Phía sau chuyển đến tiếng vang tê tê như tiếng xé sách, khiến cho con quái vật có chút ngoài ý muốn. Nó quay đầu lại, liền phát hiện tiểu nữ sinh vừa bị nó giết chết đang từ từ đứng lên. Lưu Thiên Minh vừa mới chạy ra khỏi rừng cây là nhìn thấy hai nữ sinh đã ngã trên mặt đất. Diệp Tiểu Manh nằm nơi đó không nhúc nhích, mà A Trạch thì gục cách đó không xa, muốn bỏ dậy nhưng thừa nhiều lần cũng vô lực. Đáng chết thật, chậm một bước rồi, vừa rồi thật đã đùa quá trớn rồi. Lưu Thiên Minh âm thầm hối hận, hắn vừa định đi tới ngăn cản con quái vật, lại phát hiện Diệp Tiểu Manh vốn đã nằm bất động dưới mặt đất lại từ từ chậm rãi đứng dậy. Diệp Tiểu Manh phát ra tiếng giống còn hung ác hơn cả con quái vật. Hai mắt nàng lóe ra quang màu đỏ, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh quẩn không dứt trong sân trường ban đêm. A Trạch ngơ ngác nhìn cảnh tượng quỷ dị không cách nào hình dung trước mắt, thậm chí quên mất cả nỗi đau đớn trong thân thể. Dưới ánh trăng, Diệp Tiểu Manh lớn tiếng gào thét, hô lên những lời mà không ai hiểu. Lỗ tai nàng dần dần nhọn lên, lông dài ra, màu trắng, mọc móng tay thật dài giống như lưỡi dao sắc bén vậy. Dưới ánh trăng không ngừng phản xạ ra tia sáng. Nếu không phải hiểu rõ ràng người trước mắt là cô bạn thân sớm chiều, cùng đi học, cùng ăn, cùng ngủ, thậm chí A Trạch còn tưởng mình đang xem một bộ phim về người sói cơ. Diệp Tiểu Manh chỉ dùng một chảo liền đem con quái vật chém thành hai nửa ngang hông, hóa thành một màn khói đen nhàn nhạt. Quái vật có hình dáng tương tự Diệp Tiểu Manh ngửa mặt lên trời, gào thét. Tiếng huyết kia có chút giống loài sói, nhưng càng thêm bén nhọn. Khói đen dần dần tụ lại, chậm rãi tạo thành hình dáng loài người. Quái vật kia khôi phục chính là hình dáng con người không chút tổn thương, mà lần này trên tay không cầm khai đao sơn nữa, mà cầm cưa điện đang ong ong vang rền. Ánh mắt của Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, khom người xuống gắt gao trừng trừng nhìn con quái vật kia. Không biết có phải do khí trời đã chuyển lạnh hay không, A Trạch mượn ánh trăng có thể nhìn thấy trong miệng Diệp Tiểu Manh không ngừng phun ra khói trắng. Có lẽ Diệp Tiểu Manh vừa công kích đã chọc giận con quái vật. Nó không đợi cho nửa thân dưới hồi phục hoàn toàn như cũ, liền huy cưa điện trong tay công kích Diệp Tiểu Manh. Trước mắt đột nhiên lóe sáng, Diệp Tiểu Manh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. A Trạch thậm chí không còn nhìn thấy rõ động tác của nàng, phảng phất như đã biến mất hoàn toàn vậy, tránh được công kích của con quái vật kia. Cưa điện mất đi mục tiêu công kích, chém lên thảm cỏ, mang theo một mảnh bùn đất xen lẫn vụn cỏ tung tóe. Ồ, có ý gì vậy? Thì ra cô bé còn có chiêu này sao? Nhìn thấy trước mắt một cảnh tượng như vậy, Lưu Thiên Minh dừng bước, tựa lưng bàn tay trên thân cây chống cằm, làm ra bộ dạng như đang đứng xem kịch vui vậy. Công kích thất bại,
Quái vật đưa mắt tìm kiếm mục tiêu các nơi. Bộ dạng của nó thoạt nhìn có chút nghiêm túc, tựa hồ một kích lôi đình vừa rồi của Diệp Tiểu Manh đã làm nó hiểu được sâu sắc. Tiểu nữ sinh vừa bị nó siết chết lại tràn đầy cảm giác uy hiếp nó. Một tiếng huýt sáo chuyển đến, quái vật ngẩng đầu, ánh trăng tròn lại dần dần biến mất. Một mảnh bóng đen chặn lại một phần của ánh trăng, mà bóng đen kia thì càng lúc càng lớn. Hai chân của Diệp Tiểu Manh hung hăng đá mạnh trên mặt quái vật, dẫm nó lên cỏ. Có lẽ sức lực quá lớn làm bãi cỏ lõm xuống hẳn một khối. Quái vật chu lên, một tay dùng cưa điện muốn đem tiểu nữ sinh đang dẫm lên người nó cắt thành hai nửa. Diệp Tiểu Manh nhẹ nhàng chảo tới, cánh tay của quái vật vốn vô cùng mạnh mẽ lại bị bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của Diệp Tiểu Manh dễ dàng bắt được, dừng ngay lại giữa không trung, không cách nào chém xuống được. Chỉ thấy Diệp Tiểu Manh căn bản không hề dùng chút khí lực gì, liền đem cánh tay con quái vật đó đè chặt xuống dưới đất, xung lực lượng khổng lồ mang theo một mảnh bột đất văng tung tóe. A Trạch cảm giác bản thân mình nhất định bị công kích vừa rồi của quái vật làm cho đầu óc hỏng mất rồi. Tình cảnh trước mắt thật là quỷ dị đến mức không nói nên lời. Vốn con quái vật vô cùng mạnh mẽ kia hiện tại lại bị một tiểu nữ sinh vóc người thấp nhỏ, bình thường nhát gan sợ quỷ đến cùng cực, cưỡi lên trên người, bị áp chế tới mức không thể nhúc nhích được. Ngón tay của Diệp Tiểu Manh khẽ run lên, móng vuốt bén nhọn đành rụt trở về. Nàng chu lên, vươn tay xé rách con quái vật kia. Trong miệng quái vật lúc này vang lên tiếng kêu chói tai. Nhất định là rất đau rồi, A Trạch nghĩ. Cánh tay bị xé nứt hóa thành một mảnh khói đen, biến mất không còn nhìn thấy gì nữa, lại bắt đầu ngưng kết ngay tại bả vai trống rỗng của nó. Không thèm để ý tới con quái vật đang từ từ khôi phục, Diệp Tiểu Manh lại đem hai chân nó dùng thủ pháp đồng dạng rồi xé rách. Con quái vật thống khổ gào thét. Tiểu nữ sinh nhìn qua có chút yếu ớt, hiện tại đã làm nó sợ hãi. Nó vươn tay phải với mũi khôi phục chụp vào cổ của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh ngẩng đầu, chậm rãi vươn ra tay trái, gắt gào chụp lấy tay phải của nó đang hướng về phía nàng. Quái vật té trên mặt đất, lộ ra nụ cười giả hoạt. Trong ống tay áo bên phải, vòng dây thừng lại lần nữa chụp vào cổ của Diệp Tiểu Manh, siết chặt lại. Quái vật lúc này mới có chút an lòng. Diệp Tiểu Manh trước mắt mới bị dây thừng siết chết. Trong suy nghĩ của con quái vật, nó cho rằng dùng một chiêu số này nhất định có thể đánh bại cô gái này lần nữa. Dây thừng càng siết chặt, thậm chí có thể nghe được thanh âm xương cổ bị gãy lìa vọng lại. Thân dưới của quái vật từ từ khôi phục đứng lên, giơ tay phải nhấc Diệp Tiểu Manh sắp bị dây thừng siết chặt lên khỏi mặt đất. Ánh mắt của Diệp Tiểu Manh lóe ra quang mang màu đỏ, vươn ra hai tay giật sợi dây thừng siết trên cổ mình. Quái vật kia hoảng sợ, dây thừng vốn không cách nào tránh thoát kia không ngờ lại bị 10 ngón tay mảnh khảnh của Diệp Tiểu Manh dần dần kéo khỏi cổ nàng. Diệp Tiểu Manh giật sợi dây thừng trên cổ xuống, lại kháp lấy cổ con quái vật kia, đem dây thừng quấn hai vòng lên cổ của nó. Quái vật trở nên luống cuống, kể từ khi nó có được ý thức cho tới nay chưa từng làm có chuyện gì quỷ dị đến như vậy. Con mồi vốn đã tắt thở lại đột nhiên bỏ dậy, hơn nữa còn đem dây thừng nó luôn dùng để siết chặt người khác siết lại vào cổ nó. A Trạch cảm giác ánh mắt của nàng càng ngày càng có vấn đề vậy. Có lẽ bởi vì va chạm vừa rồi làm đại não chấn động nên nàng nghĩ mình bị xuất hiện ảo giác sao? Ồ, thật sự là rất có ý tứ đấy. Lưu Thiên Minh đang ở nơi xa, dựa lưng vào đại thụ xem kịch vui lại cười. Thật là vượt ngoài dự đoán của mọi người, tối nay lại có thể xuất hiện ra tràng diện đặc sắc tới như vậy. Thật đúng là chuyến đi này không tệ rồi. Nếu làm như vậy cũng không thể giết chết được quái vật này, như vậy kế tiếp phải làm gì đây? Sân vận động dưới ánh trăng đang trình diễn một hình ảnh đầy tính hí kịch vậy. Một nữ sinh vóc người thấp bé đang cầm sợi dây thừng trong tay, đem quái vật to lớn kia quấn thành bánh xe lớn. Vóc dáng của nàng thực sự là quá thấp, vì thế mỗi khi quấn một vòng, con quái vật cao lớn kia lại vạch ra một khe rãnh thật sâu. Có lẽ do dùng sức quá mãnh liệt, sợi dây không chịu nổi gánh nặng. Khi Diệp Tiểu Manh còn đang dốc sức quấn chặt, đột nhiên băng một tiếng bị đứt đoạn, con quái vật liền văng ra ngoài, từ trên mặt đất bỏ dậy. Con quái vật cũng chẳng quan tâm tới nửa hông bên kia, vì ma sát dưới đất đã chưa kịp phục hồi, cuống quýt hướng nơi xa chạy. Tiểu Manh, ngăn cả nó đi, A Trạch hô to, không thể để cho nó chạy đến phòng dạy học được. Diệp Tiểu Manh hình như không nghe được lời kêu gọi của cô bạn thân kia,
chỉ đứng tại chỗ ngây ngốc ngẩn người. Tích tà xuất, một tiếng quát to lên. Một đạo quang sắc mang theo âm thanh tiếng rít đánh trúng con quái vật đang chạy trốn, xuyên thẳng qua tim nó. Quái vật kinh ngạc cúi nhìn lỗ thủng ngay trước ngực mình. Thân thể của nó vốn phải lập tức hồi phục như cũ, lần này lại bị thanh quang cổ kiếm chậm rãi hút lấy làn khói đen tứ tán trên người nó phát ra. Đến đây chấm dứt được rồi, quái vật. Một thanh âm đàn ông vang lên từ phía sau. Tích tà có thể hấp thu toàn bộ những đồ vật độc ác, người cứ ngoan ngoãn mà biến mất đi thôi. Mang theo tiếng gào thét không chút cam lòng, con quái vật vốn như bất tử lại hóa thành một mảng khói đen, bị thanh sắc quang mang cổ kiếm hấp thu đi vào, biến mất không còn nhìn thấy gì nữa. Tia sáng biến mất, cổ kiếm lúc này cắm xuống mặt đất, còn mang theo một tia phảng phất như hưng phấn vì được xuất khỏi vỏ sau nhiều năm yên lặng vậy. Ôi, cũng may là tới kịp rồi. Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm, rút tích tà đang cắm trên mặt đất đút vào trong bao. Tích tà hóa thành một thanh tiểu kiếm nhỏ xíu, dài chưa từ 3 tấc, bay vào trong chiếc hộp màu xanh trong tay Minh Diệu. Tiểu Manh, cô không sao chứ? Thu thập xong con quái vật kia, Minh Diệu bước nhanh về phía của Diệp Tiểu Manh. Chờ một chút, A Trạch hô to một câu. Trạng thái lúc này của Diệp Tiểu Manh dường như có gì đó không đúng lắm. Tiếng gào thét vang đến chói tai, vô cùng bén nhọn. Lỗ tai thật dài cùng ánh mắt đỏ bừng của Diệp Tiểu Manh làm Minh Diệu lập tức dừng bước. Đáng chết thật, làm sao có thể chứ? Minh Diệu thầm mắng một câu. Đối với Diệp Tiểu Manh đã hoàn toàn biến dạng trước mắt, hắn có chút không biết tại sao. Mang theo tiếng trù lên, Diệp Tiểu Manh hướng Minh Diệu phóng tới, móng vuốt bén nhọn tự hồ muốn đem người đàn ông có chút quen thuộc trước mắt xé rách ra thành từng mảnh nhỏ. Minh Diệu chật vật né tránh công kích của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh chụp hụt khoảng không, mang theo tảng lớn bùn đất và cỏ dại. Nhìn vết rãnh lớn trên mặt đất, Minh Diệu biết vừa rồi nếu không phải mình bị đánh trúng, tuyệt đối không chỉ là bị thương đâu, mà còn thân thể bị cắt thành hai nửa nữa cơ. Đồ đáng chết, cô thế này bảo tôi nên làm sao bây giờ? Minh Diệu suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên vây khốn Tiểu Manh đang bạo tẩu trước mặt, sau đó mới nghĩ biện pháp. Cổ ấn mang theo tia sáng màu vàng lướt ra khỏi vỏ, nhất thời hóa thành vô số kiếm quang, tạo thành kiếm trận đem Diệp Tiểu Manh vây khốn bên trong. Diệp Tiểu Manh mở to đôi mắt đỏ bừng như chăm chăm, không ngừng đột phá bên trong kiếm trận, dường như muốn lao ra ngoài vậy. Nghĩ nhanh biện pháp thôi, nhanh nghĩ biện pháp, thật đáng chết. Minh Diệu vừa duy trì kiếm trận, vừa liều mạng động não. Xem ra ta nên ra tay giúp đỡ một chút, bằng không sau này gặp mặt thì không tiện giải thích rồi. Lưu Thiên Minh duỗi bờ lưng mệt mỏi trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tiểu quỷ kia, thu hồi kiếm trận, để ta tới đánh mê nàng. Bên tai của Minh Diệu truyền tới một thanh âm xa lạ, còn mang theo một mùi máu tươi nhạt nhạt. Minh Diệu nhíu nhíu mày, vận dụng đại não suy nghĩ một lần, tìm kiếm người phát ra âm thanh khắp xung quanh. Không cần tìm, với ánh mắt của ngươi thì không nhìn thấy được động tác của ta đâu. Thanh âm xa lạ kia vang lại bên tai Minh Diệu một lần nữa. Diệp Trọng cùng ta có chút sâu tình, ta sẽ không làm gì bất lợi với con gái của hắn đâu. Đối phương nhắc tới Diệp Trọng, trong lòng Minh Diệu liền buông xuống một nửa. Nếu có thể biết được lai lịch của Diệp Tiểu Manh, vậy nói rõ đây không phải là địch nhân. Hơn nữa dùng cổ ấn kiếm trận tiêu hao quá nhiều linh lực, không thể duy trì trong thời gian quá dài. Minh Diệu thoáng suy nghĩ, liền thu hồi kiếm trận lại. Tự hồ bản năng dã thú cảm nhận được có cường địch đang đánh tới, Diệp Tiểu Manh đang nhìn lên bầu trời huýt dài, lại chuyển thành gầm nhẹ, ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp xung quanh. Nằm xuống đi. Một đạo kim quang hiện lên sau gáy của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh té trên mặt đất không hề nhúc nhích, nhìn qua giống như đã mất đi tri giác vậy. Tiểu Manh, Minh Diệu vội vội vàng vàng chạy tới ôm Diệp Tiểu Manh đang nằm trên mặt đất. Ha ha, quả nhiên là rất có ý tứ đấy. Diệp Trọng đúng là luôn làm người ta có chút vui mừng. Thanh âm xa lạ càng truyền càng xa. Tiểu quỷ đeo mắt kính kia, chiếu cố nàng cho tốt đi. Thanh âm dần dần biến mất không nghe thấy gì nữa. Dưới ánh trăng thề lạnh, trên sân vận động phảng phất như bị long quyển phong vừa cuốn qua, toàn bộ đều là những lỗ thủng khổng lồ. Một người đàn ông đeo mắt kính ôm một tiểu nữ sinh vóc người thấp bé ngây người tại chỗ. Nữ sinh nằm cách đó không xa, bởi vì đau đớn đã hôn mê bất tỉnh. Chương tiếp theo, lựa chọn. Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, Minh Diệu nghe được tiếng hô hấp đều đều của nàng,
thì thở phào nhẹ nhõm. Cô gái này tựa hồ như vừa ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng còn chép miệng nữa. Đặt Diệp Tiểu Manh nằm trên chiếc ghế dài gần bên, Minh Diệu đi tới xem xét thương thế của A Trạch một chút, gọi điện thoại cho xe cứu thương đỡ A Trạch ngồi dậy. Minh Diệu chợt nghe từ bên trong rừng có chút thanh âm, nhíu nhíu mày, Minh Diệu đề phòng hướng rừng cây đi tới. Tàng cây bị vạch ra, một người đàn ông trung niên quần áo lam lũ đang tập tễnh bước ra ngoài, trên người có không ít vết thương. Ông là... Minh Diệu nhìn thấy vật đi ra, tựa hồ không phải là quái vật thì thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông trung niên ngồi xuống, dựa lưng vào thân cây. Có thuốc lá không? Minh Diệu đi tới, lấy gói thuốc lá trong túi áo đưa cho người trung niên một điếu, dùng bật lửa giúp hắn châm thuốc. Người trung niên rút sâu một hơi. Khuya hôm nay đúng là minh tinh tụ họp, lại có thể gặp được Tần gia tiểu công tử. Minh Diệu nhíu mày, cũng không tiếp lời. Ông được hiệp hội phái tới hỗ trợ sao? Vì sao lại biến thành dạng như vậy? Phạm Đồng cười cười tự chế giễu mình. Nửa đường thì bị một con cương thi ngăn cản, thật là đáng chế giễu. Cương thi sao? Minh Diệu nhớ tới mùi máu tươi nhàn nhạt vừa thổi qua, cùng thanh âm không biết truyền đến từ nơi nào, trong lòng đột nhiên nhảy mạnh lên. Nói như vậy, vừa hỗ trợ đánh Diệp Tiểu Manh trong trạng thái bạo tẩu ngất xỉu chính là con cương thi trong lời nói của người trung niên trước mắt này rồi. Với thương thế của người trung niên cùng với thân thủ đánh ngất xỉu của Diệp Tiểu Manh mà xem, con cương thi tuyệt đối là thật lợi hại. Có lẽ nó đã có tới mấy trăm năm đạo hạnh vậy. Xin hỏi họ gì? Minh Diệu hỏi. Tôi là một tiểu nhân vật, Tần gia tiểu công tử sẽ không biết loại người như tôi đâu. Phạm Đồng cười hắc hắc hai tiếng. Tôi họ Phạm. Ông chính là Phạm Đồng sao? Minh Diệu nghe được hắn tự xưng họ Phạm, trong lòng thập giật mình. Họ Phạm này cũng được xem như có tiếng, bên trong linh giới xem ra không có chút nổi danh, nhưng trong mấy chục năm gần đây, một đời lại không bằng một đời, dần như có chút xuống dốc vậy. Nhưng lạc đà gầy có lớn hơn ngựa, có thể đánh người của Phạm gia bị thương thành như vậy. Hơn nữa còn ngăn cản hắn đến đây hỗ trợ là anh nhất xỉu Diệp Tiểu Manh, còn nói có sâu xa với Diệp Trọng. Minh Diệu cảm giác trong đầu có chút bấn loạn. Cương thi thần thần bí bí kia rốt cuộc có mục đích gì? Tần gia tiểu công tử đã biết tên của tôi, thật là vinh hạnh. Phạm Đồng cười khắc khắc hai tiếng quái dị, giọng nói có chút âm dương quái khí. Tôi không phải là Tần gia tiểu công tử gì đâu, tên tôi là Minh Diệu. Minh Diệu cau mày, khẩu khí có chút lạnh lùng. Ông nghỉ ngơi một chút đi, xe cứu thương sắp tới rồi. Nói xong, hắn đứng dậy tránh đi, lo chăm sóc cho Diệp Tiểu Manh. Phạm Đồng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Minh Diệu rời đi, lại cười hắc hắc, bóp tàn thuốc nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Vừa rồi chịu một kích lôi đình của Lưu Thiên Minh, mặc dù né được một chút, nhưng vẫn làm cho hắn bị thương ngoài da. So sánh với việc tổn thất thân thể, đả thương trong lòng càng thêm nghiêm trọng. Vốn tràn đầy tự tin, dần dần lại có chút dao động rồi. 30 năm trước, hắn có thể viện lý do tuổi mình còn nhỏ, công lực không đủ. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, hắn thật sự không tìm được lý do để viện cớ vì thất bại của mình. A Trạch mở mắt, nhìn thấy trần nhà trắng toát, vừa định ngồi dậy liền bị cảm giác nơi lồng ngực nhói lên đầy đau đớn. Ồ, cô tỉnh rồi, đừng nên làm gì cả, bác sĩ nói cô phải nghỉ ngơi cho tốt. Thanh âm từ cô bạn thân chuyển đến bên cạnh. Tiểu Manh, cô không sao chứ? Nhìn Diệp Tiểu Manh đang gọt trái táo cho mình, A Trạch cảm thấy như mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài vậy. Trong mộng, Diệp Tiểu Manh biến thành một quái vật có răng nanh, gọn gàng giết chết con quái vật đang định giết chết A Trạch. Đâu có chuyện gì chứ? Diệp Tiểu Manh nghe A Trạch hỏi liền sửng sốt. Tôi thật là vô dụng, ngay thời điểm cũng nguy hiểm nhất lại ngất xỉu, cũng may Minh Diệu đến kịp tiêu diệt con quái vật kia cứu cô. Minh Diệu ư? A Trạch đột nhiên nghĩ tới trước khi nàng ngất xỉu từng nhìn thấy người thanh niên có mái tóc rối bù kia. Đã thức chưa? Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người thanh niên mặc áo ngoài màu xám tro, mang theo kính đen quê mùa đi vào. Tiểu Manh đi tìm bác sĩ, nếu bạn của cô đã tỉnh thì để bác sĩ kiểm tra lại cho nàng một chút đi. Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh cười nói. Được. Diệp Tiểu Manh buông trái táo trong tay xuống, chạy mở cửa. Anh có lời gì muốn nói với tôi sao? A Trạch nhìn người thanh niên trước mắt, trong lòng cảm giác khó nói nên lời. Ánh mắt lãnh khốc của nàng có chút khẩn trương, không biết Minh Diệu cố ý gọi Diệp Tiểu Manh ra ngoài là vì chuyện gì.
Cô rất thông minh, nhưng cũng rất ngu xuẩn. Minh Diệu nhìn nữ sinh trước mắt. Đối với tiểu nữ sinh này, hắn có chút oán hận. Oán hận nàng cuốn theo Diệp Tiểu Manh đi vào nguy hiểm, cũng có chút bất đắc dĩ. Dù sao đối với một cô bé xinh đẹp đang bị thương thì cũng không nên nói ra lời gì quá nặng nề. Hơn nữa, cô bé này là bạn thân nhất của Diệp Tiểu Manh. Hắn cũng không muốn phá hư tình bạn thật không dễ dàng có được của Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh đã quên mất chuyện đêm hôm qua, cho nên cô tốt nhất đừng nhắc lại làm gì cả. Tuyệt đối quên đi. Minh Diệu xoa xoa huyệt thái dương, sửa sang lại ý nghĩ một chút. Hơn nữa, sau này tuyệt đối không thể tiếp tục lôi kéo nàng vào những loại chuyện như thế này. Vậy có thể nói cho tôi biết rốt cuộc Tiểu Manh là... Minh Diệu cắt đứt câu hỏi của A Trạch. Không thể đâu. Cô chỉ cần đảm bảo với tôi, sau này sẽ không cuốn Tiểu Manh vào loại chuyện như thế này. Cô thích bắt quỷ trừ yêu là chuyện riêng của cô. Cô có thể đi chịu chết, nhưng đừng liên lụy tới bạn thân của cô. A Trạch cắn môi, trong lòng nàng có chút ủy khuất, nhưng lại không cách nào phản bác. Lòng hiếu kỳ cùng tính cách không chịu ủy khuất của cô, chính xác là đầu sỏ đưa tới chuyện nguy hiểm tính mạng lần này. Cô đảm bảo chứ? Giọng nói của Minh Diệu không cho phép phản đối. A Trạch quay đầu đi. Tôi đảm bảo. Tôi thấy mệt mỏi, mời đi ra ngoài đi. Minh Diệu nhìn thoáng qua cô bé quật cường trên giường, thân thể nàng khẽ run rẩy, tựa hồ như đang cố nén để đừng bật khóc thành tiếng, thở dài một hơi. Minh Diệu xoay người rời đi. Vừa mới mở cửa phòng, A Trạch lại đột nhiên nói: chẳng lẽ anh định cả đời cứ xem Diệp Tiểu Manh là một đứa con nít chưa trưởng thành sao? Cứ bảo vệ nàng một bước không rời. Chẳng lẽ anh không thể cho phép nàng độc lập suy nghĩ, đi đối mặt với mọi chuyện sao? Anh đã có năng lực, tại sao không đem năng lực của anh dạy cho nàng, để cho nàng có được thực lực tự bảo vệ mình? Nếu lần này anh không kịp thời tới, chẳng phải sẽ phát sinh chuyện gì chính anh cũng không nghĩ ra sao? Minh Diệu khép lại cửa phòng. Chuyện giữa chúng ta, cô sẽ không hiểu, và cô cũng không cần hiểu đâu. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Này Minh Diệu, ngày đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi A Trạch thì A Trạch nói cũng không biết. Chú nói lại tỉ mỉ cho tôi nghe một chút đi. Diệp Tiểu Manh nhảy lên sofa, đưa tay giật lấy tờ báo trong tay Minh Diệu. Không có gì, cô té xỉu, nàng cũng té xỉu. Khi tôi tới đã thu thập con quái vật kia, chỉ đơn giản như vậy thôi. Minh Diệu rõ ràng đang trả lời cho có lệ. Không được, chú phải cặn kẽ nói với tôi. Diệp Tiểu Manh làm ra bộ rằng anh không nói cho tôi thì tôi liền cắn chết anh vậy. Đáng tiếc theo Minh Diệu xem ra, bộ dạng này quả thực giống như bộ dạng làm nũng của một con mèo không chiếm được thức ăn vậy. Minh Diệu buông tờ báo trong tay xuống. Cô thật không nhớ rõ sao? Tôi chỉ nhớ có chút ít thôi, chứ không rõ lắm. Diệp Tiểu Manh cố gắng vận dụng tiểu não vốn không mấy phát đạt của nàng, bắt đầu nhớ lại. Tôi chỉ nhớ được tôi bị quái vật kia bắt được, nó xiết cổ tôi rất đau. Sau đó tôi liền thấy một giấc mộng. Mộng thấy tôi đang ở bên trong một rừng cây rậm rạp, mặt trời chói mắt, có một con sông nhỏ, còn có một người đàn ông đang nhìn tôi cười. Tôi tự hồ biết người đàn ông kia, nhưng lại nhất thời không nghĩ ra hắn là ai. Sau đó tôi tỉnh dậy, đã nhìn thấy chú. Minh Diệu thở phào nhẹ nhõm. Diệp Tiểu Manh không nhớ rõ đêm đó nàng đã biến đổi thành hình dáng quái dị kia chính là một chuyện tốt. Sự việc còn chưa tới mức không thể cứu vãn. Minh Diệu quyết định đi tìm Lê Bản Từ hàn huyên một chút, nghe xem ý kiến của hắn thế nào. Tôi đi ra ngoài làm việc, buổi tối sẽ trở về ăn cơm. Minh Diệu cầm lấy áo khoác trên móc giá. Tối nay tôi muốn ăn thịt kho, còn nữa, vớ của tôi chưa giặt đâu, mấy đôi còn lại đều dư hết rồi. Này, tôi chỉ có một ngày nghỉ thôi, tại sao chú lại sai bảo thiếu nữ xinh đẹp như tôi làm chuyện này chuyện kia? Chú đây là muốn nghiền ép lao động trẻ em ư? Diệp Tiểu Manh nhỏ giọng lẩm bẩm, lại còn không chịu mang tôi ra ngoài chơi nữa. Minh Diệu cười cười, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Diệp Tiểu Manh tới gần. Diệp Tiểu Manh cho rằng Minh Diệu đã đáp ứng dẫn nàng ra ngoài chơi, cao hứng vội vàng chạy tới, vẻ mặt đầy mong đợi. Minh Diệu vươn ra tay phải, hung hăng ngắt lên mặt của Diệp Tiểu Manh. Cô gây ra họa lớn cho tôi như vậy, lại còn yêu cầu nhiều, khuya nay mà không làm cơm tối ngon, xem tôi có đóng thùng cô gửi qua đường bưu điện cho tổ trưởng Abu Dhabi làm vợ bé thứ 28 của hắn hay không. Nói xong, hắn xoay người ra khỏi cửa. Diệp Tiểu Manh xoa xoa gương mặt bị ngắt rất đau,
vẻ mặt không chút tình nguyện hướng bóng lưng của Minh Diệu làm ra mặt quỷ. Đi trên đường, Minh Diệu nhớ lại câu nói cuối cùng của A Trạch bên trong bệnh viện, có chút do dự không chừng. A Trạch nói không phải không có lý, hắn không thể nào suốt 24 giờ đồng hồ ở bên cạnh của Diệp Tiểu Manh được. Nếu gặp phải loại trạng thái hắn phải bế quan, không thể quấy rầy, Diệp Tiểu Manh xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ hối hận cả đời. Hắn bắt đầu do dự, rốt cuộc có nên dạy một chút pháp thuật tự vệ cho Diệp Tiểu Manh hay không? Ồ, nếu đã như vậy, có dạy hay không dạy cho nàng thì cũng giống nhau thôi. Lê Bàn Tử đang ngồi trên xe lăn, vẻ mặt say mê khểu mũi, làm cho Minh Diệu rất muốn đạp cho hắn một cái. Trước kia anh có điều cố kỵ, sợ tiểu nữ sinh này tiếp xúc quá nhiều chuyện của linh giới sẽ làm uế máu trong cơ thể sôi trào. Nhưng lần này thì lại thức tỉnh trước rồi, không bằng dạy cho nàng chút đồ vật căn bản đi. Nói không chừng sau này nàng có thể dựa vào lực của ý chí mình mà đi khống chế được huyết mạch trong người mình đấy. Nhưng tôi sợ. Minh Diệu vẫn còn chút do dự. Lần này xem ra bởi vì bản thân gặp phải uy hiếp cho nên mới bị thức tỉnh sớm đến như vậy. Lê Bàn Tử xoa xoa tay trên mặt bàn. Mặc dù bây giờ đã khôi phục lại bình thường, nhưng nếu sau này còn tiếp tục xuất hiện loại chuyện như vậy, vạn nhất sẽ phát triển tới mức tình trạng không thể cứu vãn được đâu. Anh lúc đó có hối hận thì cũng không kịp. Còn không bằng thừa dịp bây giờ để cho nàng luyện tập nhiều hơn một chút đi. Minh Diệu thở dài một hơi. Nghe bạn học của Tiểu Manh nói phía sau chuyện này có người điều khiển, nhưng tôi vẫn chưa tìm được bàn tay đen kia. Không phải là con cương thi kia sao? Lê Bàn Tử nói. Minh Diệu lắc đầu. Không biết. Lấy thân thủ của hắn căn bản không cần phí lớn khí lực như vậy. Nó chỉ cần tùy tiện động đầu ngón tay thì cả trường học sẽ biến thành một mảnh tử địa. Này, xem ra anh muốn bỏ mặc những chuyện này qua một bên cũng không được rồi. Lê Bàn Tử híp mắt nhìn Minh Diệu. Bất quá tôi xem anh kể từ sau khi khôi phục lại linh lực, ngược lại càng thêm thích thú với những sự kiện linh dị thêm nữa rồi. Minh Diệu lười giải thích với tên mập lôi thôi này. Tôi kệ, anh nói thế nào cũng được. Tiểu Ngọc theo tôi về nhà. Một mình anh tiếp tục ở lại nơi này, tự mình lôi thôi đi. Các bạn vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện U Minh Trinh Thám. Nếu cảm thấy hay, các bạn đừng quên comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và chia sẻ rộng rãi trên Facebook cho mọi người cùng nghe. Mỗi sự ủng hộ của các bạn là động lực vô cùng quý giá để audio chuyện mỗi ngày ra thật nhiều video hay hơn nữa và nhiều hơn nữa để gửi tới tất cả các bạn khán thính giả. Cảm ơn tất cả các bạn. Thank you.